Hello, xin chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube chung The Trainer. Và chào mừng các bạn trở lại với vlog tập của mình. Và rất xin lỗi là trong thời gian qua mình không thể ra cái video đều đặn hàng ngày và hàng tuần được. Là do mình bận chuẩn bị cho một cái tập san hàng tháng. Tập san này nói về cái việc tập hợp các nghiên cứu mới nhất trong ngành fitness cũng như là các kiến thức chuyên môn trong ngành fitness. Nếu bạn nào quan tâm đến tập san này, mình để đường link ở dưới phần miêu tả nhé. Và tiếp theo, sau 5 cái tuần mình trở lại phòng tập sau 6 tháng nghỉ thì mình đã chuyển sang một giáo án khác. Thì giáo án này mình có lấy tên là giáo án High Frequencies và sẽ tập trung về cái việc tăng cơ là hypertrophy. Và tại sao lại là High Frequency thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái giáo án này cụ thể hơn ở ngay sau đây. Ở giáo án này mình sẽ tập với full body 4 buổi một tuần, có nghĩa là mỗi nhóm cơ sẽ được tập ít nhất từ 3 đến 4 buổi một tuần. Vì vậy mỗi nhóm cơ khi được tập từ 3 đến 4 buổi một tuần, cái tần suất nó sẽ khá là cao. Thế nên mình sẽ gọi giáo án này là High Frequency là như vậy. Đi vào chi tiết hơn thì giáo án này sẽ kéo ra 21 tuần và chia thành 3 block. Mỗi block sẽ tập trong 7 tuần. Và trong 7 tuần đấy, mình sẽ có 6 tuần là tập bình thường và 1 tuần đi load. Do tập trung nhiều vào hypertrophy, thế nên khoảng rep mình sẽ trải từ 6 đến 12. Và cụ thể là với block 1, nó sẽ từ 8 đến 12. Block 2 là từ 7 đến 11. Block 3 từ 6 đến 10. Và các khoảng rep cụ thể mình đã ghi ở trên cái file hình ảnh này. Tiếp đến với mỗi buổi tập thì sẽ có từ 3 đến 4 bài chính, mình gọi đây là các main lift, và tập với khoảng set là từ 3 đến 4 set. Tiếp theo sẽ có 3 đến 4 bài phụ accessory exercise và tập với khoảng set là 2 đến 3 set. Các bài main lift sẽ bao gồm ít nhất một bài đẩy thân trên, một bài kéo thân trên và một bài thân dưới. Và đặc biệt ý, mình sẽ sử dụng các set cuối cùng của các bài main lift, mình sẽ tập đến chết, có nghĩa là tập nhiều nhất có thể đến cái mức failure. Sau đó lấy cái số rep đấy để tính cho cái mức tạ ở tuần tiếp theo. Thì các bạn sẽ có thể xem video để xem cụ thể nhau nhé. Và đây là giáo án của ngày hôm nay, các bạn thể xem qua nhanh. Đầu tiên là bài squat, mình khởi động bằng chính cái thanh 30 luôn. Và đây là cái set khởi động thứ hai rồi. Mình đã lắp mỗi bên 10 cân. Và vẫn như lần trước thôi, mình đặt chân mình ở trên vị trí khá cao, có nghĩa là kê thêm khoảng từ 1 đến 2 cái viên gạch cao su nữa. Để làm sao cho cái vùng đầu gối của mình nó sẽ có độ cao bằng với cả vùng hông hoặc là cao vùng hông. Cái điều này để làm gì? Cái điều này để giúp mình hạn chế cái việc cong phần lưng dưới và giúp ổn định cái phần xương chậu nhiều hơn. Tại vì phong cách tập bài band của mình hiện tại mình không arch nữa. Tại vì lần trước mình có vấn đề về lưng dưới, thế nên tất cả bài tập bây giờ mình sẽ hạn chế mức tối đa cái việc lưng dưới nó phải hoạt động hay là nó phải chịu tải. Còn việc arch cao hay không arch đấy là sự lựa chọn cá nhân. Và đặc biệt các bạn powerlifting thì sẽ bắt buộc phải có cái arch cao để có thể đẩy được mức tạ nó lớn hơn. Và các bạn yên tâm, dù có arch hay không arch thì cái sự an toàn cho cái vai nó vẫn hoàn toàn như vậy. Và cái việc kích thích cơ bắp lên vùng ngực, tay sau, vùng vai nó vẫn sẽ như vậy, ngang nhau. Và có một sự khác biệt nữa là khi bạn arch cao ấy thì cái hướng tạ nó sẽ thiên về phía vùng ngực dưới hơn, có nghĩa là nó sẽ build được cái phần ngực dưới nhiều hơn. Còn khi các bạn không arch thì cái phần ngực giữa nó sẽ được phát triển tốt hơn. Khi bạn arch cao ấy, gần như nó giống một bài đẩy ngực dưới hơn, độ dốc của chéo xuống ấy. Rồi mình bắt đầu vào cái working set, có nghĩa là hiệp tập chính. Hiệp tập chính này mình tập 71 cân nhân 8 rep trong vòng 4 set. Và đặc biệt là mình sẽ tập 3 set đầu với số rep là 8, và set cuối mình sẽ cố gắng đẩy làm sao cho từ 10 rep đổ lên. Có nghĩa là 10 rep là mục tiêu. Mình đẩy được trên cái số rep 10 đấy thì có nghĩa là ở tuần tiếp theo mình có thể nâng tạ lên một chút. Với mỗi một rep tập hơn cái số target đấy thì mình sẽ tăng 0,5% tổng số tạ, và tăng nhiều nhất là 3% tổng số tạ cho tuần sau. Có nghĩa là ví dụ ở buổi này cái target rep của mình là 10 rep, nếu như mình đẩy được 15 rep thì sang tuần sau mình sẽ tăng cái mức tạ ở bài bench press lên là 3% so với mức tạ dự kiến ban đầu. Có nghĩa là mình đã sắp xếp sẵn trong 21 tuần đấy mình đã tập ở mức phần trăm bao nhiêu, mức tạ bao nhiêu, và nó sẽ thay đổi liên tục theo đúng cái việc mình tập luyện có khỏe hơn hay yếu hơn hay không. Rồi đây là cái set cuối cùng, và mình đẩy được 12 cái cho cái set này, có nghĩa là vượt cái mức tạ dự kiến là 2 rep. Vậy tuần sau mình sẽ tăng lên 1% so với cái mức tạ mình dự kiến tập cho tuần sau. Tuần sau mình định tập 73 cân nhân từ 7 đến 9 rep
thì mình sẽ tăng lên là 74 cân. Và cái yếu tố quan trọng nhất cho việc tăng cơ ấy, đấy chính là sự tiến bộ. Sự tiến bộ thể hiện mức tạ và số rep. Thì các bạn nên là có sự tiến bộ đến mức tạ số rep, ít cũng được nhưng mà phải tiến bộ. Tiếp theo là bài leg press quen thuộc. Thì ở hiệp những hiệp đầu tiên này mình khởi động và mình nhận ra trong qua camera là mình để chân nó hơi cao cái vị trí bàn chân ấy. Thì những hiệp sau mình ấy, cho cái gót chân nó dịch xuống một chút. Để làm gì? Để tăng cái độ gập của phần đầu gối. Khi vùng đầu gối nó gập nhiều hơn thì cũng đồng thời là giúp vào cái nhóm cơ đùi trước nó nhiều hơn. Và một cái bất lợi của mình ở cái bài này ấy, là cái máy này có vẻ nó dành cho bọn Tây Lông, bọn Mỹ, bọn châu Âu ấy. Thế nên mình cảm giác gập gối nó không được quá nhiều. Có thể buổi sau mình sẽ kê thêm một cái miếng cao su nữa ở sau lưng để có thể gập gối nhiều hơn. Tại mình cũng khá thấp, mình cao khoảng 1m63 thôi, 63-64, có thể bây giờ lùn đi nữa thôi. Và lưu ý trong bài tập này thì không có gì nhiều, là các bạn xuống kiểm soát và đạp lên kiểm soát thôi. Và rất rất tránh cái tình trạng là những cái rep cuối cùng các bạn đạp không kiểm soát. Và khi duỗi cái đầu gối ra ấy, rất nhiều trường hợp nó bị gãy đôi. Nhưng các bạn cũng đừng sợ là khóa đầu gối trong cái bài này. Nếu mà các bạn khóa quen và khóa ở một cái lực có kiểm soát thì rất là tốt. Lúc đấy cái nhóm cơ đùi trước nó sẽ được co lại một cách ngắn nhất. Nhưng mà để cho an toàn thì các bạn nên cong cong gối một chút. Mình sẽ khóa đầu gối ở những cái bài khác, không thiếu bài tập khiến đầu gối nó có vị trí khóa. Và leg press là một bài tập rất tốt cho vùng đùi trước, vùng mông và vùng háng. Trong bài này mình tập mỗi bên là 150 pound với số rep là từ 10 đến 12. Có nghĩa là hai set đầu mình tập 10 rep và set cuối cùng mình cái rep mục tiêu sẽ là 12. Và thực tế thì set cuối cùng mình đạp được lên đến 14 rep. Và nếu như những cái set mục tiêu này mà mình đạp ít hơn ý, ví dụ đặt ra là 12 mà đạp được có 11 hay 10 ý, thì tuần sau mình chắc chắn sẽ phải hạ cái mức tạ kia xuống. Tiếp theo sẽ là một bài đẩy dọc. Thì mình chọn phiên bản là đẩy với tạ đơn và ngồi không dựa vào ghế. Thì cái việc này nó sẽ giúp cho bả vai của mình cùng với cánh tay nó sẽ có chiều chuyển động nó được rộng và tự nhiên hơn. Thì việc dựa vào ghế nó không vấn đề gì cả. Nhưng dựa vào ghế, phần bả vai của bạn ấy, nó sẽ cố định hơn và nó sẽ không được di chuyển tự do hơn. Và mình lại có mong muốn là cái bả vai di chuyển tự do hơn thì mình chọn không dựa. Một lưu ý nữa cho bài này là bạn phải giữ được ổn định của vùng hông và vùng lồng ngực. Thì một mẹo nhỏ đấy là bạn sẽ đạp cái chân xuống đất và luôn luôn cảm nhận cái phần gót ở trên mặt đất, hay nói khác là đạp gót trên mặt đất. Sau đấy là giữ ổn định cái phần thân trên thôi, gồng kho. Với bài này cùi chỏ các bạn hơi hướng ra phía trước một chút. Thì việc hướng ra phía trước một chút như này thì sẽ là cái góc tự nhiên nhất để cái bả vai của bạn có thể di chuyển được. Tại vì bả vai của bạn nó không nằm ngang người đâu, nó nằm hơi chéo so với cái phần lồng ngực phía sau một chút, chéo về phía trước. Thì cánh tay của mình sẽ ở trong cái mặt phẳng của cái xương bả vai như vậy, thì cái chuyển động sẽ tốt nhất. Và ở cái bài đẩy vai này mình đẩy từ 10 đến 12 rep. Và cũng giống như cái bài trước, hai set đầu mình sẽ đẩy 10 rep và set cuối mình sẽ đẩy đến chết. Và ở set cuối này mình chỉ đẩy được khoảng 11,5 cái thôi. Thôi thì cái tính ăn gian là 12 cái đi. Thì tuần sau mình sẽ vẫn giữ nguyên cái mức tạ dự định từ đầu. Từ video mình quan sát, nếu để hoàn chỉnh hơn ý, thì mình chắc phải nên để thêm một cái cục gạch cao su ở dưới chân nữa, để cho cái phần gối nó cao hơn một chút. Thì vùng cò mình sẽ được gồng tốt hơn, đỡ ưỡn lưng hơn một chút. Nhưng mà việc ưỡn lưng này mình không cảm giác gì nhiều lắm. Tiếp theo là bài kéo một tay. Bài kéo luôn là bài ưa thích nhất của mình. Và với bài kéo một tay này, bạn để ý là cái góc khép tay của mình nó không sát vào thân, mà nó mở rộng ra một góc khoảng 45 độ và cùi chỏ đi xa ra hết cỡ. Thì việc này nó giúp cho mình tập trung vào cái vùng upper back nhiều hơn là cái vùng sole. Nó vẫn vào sole nhưng mà tập trung vào phần upper back nhiều hơn, để cho phần middle trap, phần rhomboid và phần vai sau. Thì cái lưu ý cho bài này, đầu tiên cái vùng cột sống của bạn hay vùng thân của bạn đừng ưỡn ra, nghĩa đừng ưỡn ngực quá. Mình sẽ hơi gập về phía trước một chút. Thì cái việc gập như này nó sẽ giúp cho lồng ngực nó ở một trạng thái nó tự nhiên, mà cái thằng bả vai lại là cái thằng nằm trên
vùng lồng ngực ở phía sau. Có nghĩa là khi bạn giữ được vùng lồng ngực ở một vị trí tự nhiên thì bả vai nó sẽ di chuyển được một cái rom nó tốt nhất. Ngửa người hay ưỡn lưng quá nhiều nó sẽ khiến cho bả vai nó không đi được cái rom đủ của nó, và nó còn làm cho vùng lưng dưới của bạn bị căng nhiều. Tiếp theo bạn có thể thấy mình kéo một tay, mình giơ một tay phía trước. Cái việc này giúp giữ ổn định cái vùng xương ức phía trước, hay nói khác là giữ ổn định cho vùng lồng ngực. Lưu ý nữa đấy là vùng chân của bạn luôn luôn đạp vào cái điểm tựa, có nghĩa là phần gót luôn luôn đạp vào điểm tựa để làm cho cái xương chậu nó được giữ ổn định hơn. Cái này mình đã nói rất nhiều lần rồi. Và trong cái bài kéo này mình cũng kéo từ 10 đến 12 rep. Thì ở cái set thứ 3 này mình chỉ dừng lại với con số là 12 rep thôi, có nghĩa là đúng cái rep mong muốn. Thì ở tuần tới mình sẽ giữ đúng cái mức tạ như mong muốn của mình đã sắp xếp từ đầu giờ bán. Tiếp theo là một bài tập có tên là Butterfly Dumbbell Raise. Cái này mình có hướng dẫn trong một cái video trong channel chung The Channel ấy. Bạn có thể tìm xem lại cách hướng dẫn. Thì với bài này mình sẽ muốn tập trung vào cái chuyển động giơ 180 độ của cánh tay, có nghĩa là cánh tay giơ lên hoàn toàn. Và khi cánh tay giơ lên hoàn toàn như thế, nó sẽ kéo theo cái thằng bả vai nó xoay lên hoàn toàn. Và cái chuyển động xoay của bả vai nó gọi là upward rotation. Và chuyển động upward rotation này nó vào rất nhiều các nhóm cơ quan trọng, giúp cho bạn giữ một cái tư thế nó tốt, hay là những cái nhóm cơ này giúp cho bả vai, vùng vai của bạn nó được khỏe mạnh. Những cái nhóm cơ nào mà trong bài này có thể kể đến như là lower trap, upper trap, serrated anterior và nhóm cơ vai giữa. Lưu ý nhé, cũng hơi gập người về phía trước, gồng bụng, gồng phần hông, làm sao cho giữ ổn định cái vùng xương chậu, vùng lồng ngực. Sau đó là mình di chuyển cánh tay từ vị trí dưới cùng lên vị trí sát tai. Lúc này cánh tay và bả vai nó sẽ di chuyển một góc vô cùng tự do. Các nhóm cơ tham gia vào chuyển động nó sẽ được kích hoạt rất là tốt. Hai bài cuối mình tập tay trước và tay sau. Và với bài tay trước mình chọn biến thể là Seated Carpal Curl. Và tại sao mình lại chọn biến thể này? Các bạn nhìn nhá. Cái thằng cánh tay của mình ấy, nó ở phía trước thân. Và ở cái vị trí phía trước thân này này, khi mình co gập toàn bộ cái phần cùi trỏ lại, nó sẽ khiến cho toàn bộ cái nhóm cơ tay trước nó được co ngắn lại ở vị trí ngắn nhất. Và một trong những nguyên tắc để giúp phát triển cơ bắp tốt nhất đấy là chúng ta tập nhóm cơ ở những cái vị trí, một là vị trí đang kéo dài nhất, hai là vị trí nó bị co ngắn nhất. Thì ở bài này nhóm cơ tay trước mình nó được tập ở vị trí co ngắn nhất, hay nói khác ở vị trí co ngắn nhất nó sẽ phải chịu cái áp lực từ tạ, từ dây cáp nhiều nhất. Và ở một buổi khác mình sẽ chọn một cái phiên bản tập tay khi mà các nhóm cơ nó duỗi ra dài nhất. Các bạn đón chờ nhé. Tiếp đến là bài tay sau. Bài tập tay sau mình chọn biến thể là tập qua đầu nhảy. Và với việc tập qua đầu nhảy, mình sẽ tập được nhóm cơ tay sau khi mà nó được kéo dài, duỗi ra dài nhất. Và lưu ý trong cái bài này đấy là mình cũng sẽ phải gồng co, cột sống, hay thân mình sẽ hơi gập về phía trước một chút, giữ cho vùng xương chậu, vùng hông ổn định. Và cánh tay nó sẽ ở phía trước thân, chéo ra phía trước thân một chút, giống như cái cách chúng ta đẩy vai. Có nghĩa là cánh tay của chúng ta sẽ ở trong mặt phẳng của cái xương bả vai. Thì ở vị trí này các bạn sẽ có thể chuyển động cánh tay và cả nhóm cơ tay sau nó hoạt động một cách trơn tru và tốt nhất. Với những bài cuối này mình chỉ tập 2 set và mỗi set với 12 rep thôi. Thúc buổi tập mình cool down nhẹ nhàng và đi về thôi. Và một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video và đợi mình ra những video ở những số tiếp theo nhé. Và một lần nữa là xin quảng cáo cho cái tạp chí Tập San mình đang thực hiện, là Tập San chuyên tổng hợp các nghiên cứu mới nhất trong ngành fitness và các kiến thức trong ngành fitness. Và sau đây sẽ là cái demo của hai cái bản nghiên cứu đấy, và mình cũng sẽ để link ở dưới phần miêu tả cho các bạn xem. Nếu bạn nào muốn quan tâm thì có thể inbox mình ở trên Facebook Hoàng Thành Trung hoặc là page Trung The Channel. Và một lần nữa xin chào các bạn.